A Di Đà Phật. Chúng con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, chào toàn thể đại chúng. Chúng con có một cái câu hỏi của bạn đồng tu như thế này. Bạn đồng tu muốn biết là thế nào là tự tại vãng sanh. Chúng con năm nay đã ngoài 70 tuổi, thời khóa sáng tối đều đặn. Như vậy khi cuối đời, khi lâm chung có ban hộ niệm tới trợ niệm, như thế chúng con tự có chắc chắn là tự tại được vãng sanh không? Kính thưa cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà. Di Đà Phật. Sao mà nhìn bác Dũng Liên thấy càng ngày càng pháp khí sung mãn, cho Anh nên xin chào này. Một người tu theo tiêu chuẩn của ông Tổ là từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng giữ tâm mình trong câu A Di Đà Phật, niệm Phật suốt như vậy. Nhưng mà ngài vẫn nói rằng tự mình phải nhận mình là phàm phu, tự mình phải hiểu mình còn nghiệp chướng sâu nặng, tự mình còn mê mờ đủ thứ, chứ chưa phải là Bồ Tát đâu. Tu hành như Ấn Tổ như vậy, từ sáng đến chiều, từ chiều đến sáng, ngoài giờ cơm ra, câu A Di Đà Phật luôn luôn nở trên môi, ý niệm vẫn niệm như vậy, mà ngài vẫn nói rằng đừng bao giờ tự cho mình là đúng. Thì như vậy chư vị nghĩ rằng là nó nè, tôi một ngày ba thời, một ngày hai thời, một ngày một thời, một tuần 7 ngày đều niệm Phật là đủ. Chư vị khỏi ngài ông quan, ngài ông quan sẽ trả lời như thế nào? Xin thưa với chư vị, không bao giờ tự cho là đúng. Như vậy chắc chắn hay không là không phải ngay bây giờ mình niệm Phật, mà mình phải làm sao chắc chắn trong lúc xả bỏ báo thân mình phải niệm Phật cho được. Nếu lúc lâm chung mình niệm Phật rõ rõ ràng ràng, nguyện vãng sanh Tây phương tha thiết, tâm mình tỉnh táo hoàn toàn không mê, thì có thể mình tự tại ra đi được. Lúc đó giả sử như mình tỉnh táo nhưng mà cái cơn đau vẫn quằn quại, lúc đó mình khó chịu vô cùng, mình phiền muộn nổi lên, dẫu cho mình niệm Phật mà cầu nguyện vãng sanh mình quên mất. Nhiều lúc mình khó chịu cái này, mình khó chịu cái kia, rõ ràng mình đang tỉnh nhưng mà mình chưa chắc gì đã tự tại vãng sanh. Như vậy xin thưa chư vị, tự tại vãng sanh là người nào? Phải tỉnh táo thoải mái, tín nguyện hạnh đầy đủ trong lúc lâm chung, bệnh khổ không hành hạ, tâm ý không mê mờ, gia sự không rối rắm, bản thân trái chủ không quậy phá, mình không còn vướng chấp cái gì nữa, thì có thể chư vị tự tại bản thân. Chứ còn thí dụ như xin thưa với chư vị, chúng ta phàm phu tại nơi đây, cầu mong cho bây giờ mình tập theo phương pháp như thế này. Thường thường dâm nó là tự tại trước bệnh khổ, là đừng bao giờ nghĩ rằng là mình hoàn toàn không có bệnh, mà bệnh mình không sợ, bệnh mình không lo, bệnh mình không khiếp hãi vì căn bệnh đó, thì người đó có tinh thần gọi là tinh thần vượt thắng cơn bệnh. Thì mình định nghĩa tự tại của phàm phu của mình là không sợ, tự tại trước tử khổ là những người không sợ chết. Người không sợ chết thì khi gặp cái chết mình không sợ, khi bác sĩ báo cho mình là bệnh của mình sẽ chết rồi, mình không ngán, mình vui vẻ, mình sẵn sàng đón nhận. Như vậy trước cái chết người ta không hãi kinh, người ta không bàng hoàng, người ta không có lo âu sầu bi gì cả, thì người đó là tự tại trước cảnh chết.
Tự tại trước cảnh chết, tự tại trước cảnh bệnh rồi, mà trong lúc ra đi phải niệm câu A Di Đà Phật vững vàng, phải quyết lòng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và tin tưởng không có thay đổi, thì bệnh đến mình cũng tự nhiên. Thì mong chư vị thực hiện được những cái điều này, chúng ta có thể tự tại vãng sanh. Chứ còn nói là chư vị niệm vào hôm nay có chắc chắn được tự tại vãng sanh không, thì hoàn toàn phải hỏi lại chư vị. Tại vì bây giờ mình nói thế này là mình không có bệnh, nhưng lỡ một cơn bệnh đến ngặt nghèo làm sao đây? Ví dụ như bây giờ chúng ta nói là tự tại vãng sanh, chúng ta niệm Phật tốt lắm, nhưng mà chúng ta nói trong lúc chúng ta chưa có bệnh. Nếu giả sử như có một căn bệnh ung thư đến, nó làm cho chúng ta đau quằn quại, chúng ta có phiền não hay không? Chúng ta có thấy than trời trách đất hay không? Tất cả đều tùy thuộc ở chư vị. Cho nên cái câu chắc chắn là phải tự mình phải trả lời lấy, chứ không có thể hỏi một người nào được. Như vậy thì điều tốt nhất là người phàm phu chúng ta cẩn thận. Càng cẩn thận chừng nào, càng hay chừng đó. Càng quyết tâm chừng nào, càng thêm dốc cầm chừng đó. Càng huân tu câu A Di Đà Phật, chư vị có dấu cộng trên con đường vãng sanh. Nếu chư vị lơ là thì là dấu trừ, nếu chư vị sợ bệnh là dấu trừ, chư vị còn trách người này còn ghét người nọ là dấu trừ, chư vị còn có cái tâm thương mạng là dấu trừ, hay càng nhiều dấu trừ thì cái sự tự tại ra đi càng khó chừng đó. Mong chư vị cứ lấy cái này mà làm tiêu chuẩn để đi, chứ không thể nào hỏi rằng là tôi tu thế này thì cuối cùng tôi có chắc chắn được vãng sanh nào, không dám chắc chắn. Mà thường thường người nào nói là tôi tu thế này thì chắc chắn được vãng sanh, thì xin hỏi các tổ sẽ nói cho. Thường thường đây là cái tâm thượng mà các ngài thường thường la rầy dữ lắm, ngăn cấm dữ lắm. Cho nên sáng nay còn nói cho mình tuyệt đối chúng ta phải lấy cái tâm gọi là khiêm cung từ ái để tu, khiêm nhường không nên thượng mà, là cái tâm từ bi để giúp đỡ những người có duyên. Chúng ta vãng sanh Tây Phương cũng là cái tâm từ bi để cứu độ chúng sanh. Khiêm cung cẩn thận, ai là cố gắng tìm người hỗ trợ giúp đỡ, để gặp trường hợp mình bị rối người ta gỡ ra, mình bị vướng người ta gỡ ra, mình bị kẹt người ta gỡ ra, mình bị buồn cái gì người ta tới khuyên tấn mình. Nhờ như vậy mà mình mới có thể được vãng sanh. Lấy trong tinh thần cố gắng như vậy thì vững vàng hơn, chứ đừng bao giờ tự nghĩ cho mình là chắc chắn, thì thường thường không ai dám bảo đảm được. A Di Đà Phật.